Mình bán nhiêu chậu chú? Ở đây mình bán 90 ngàn. 90 ngàn, riêng thằng bé này mình lấy 100 thôi. Mình lấy dây quen lấy ca sĩ mà, ca sĩ mà có gì đâu, có tiền đúng không chú? Đi xô chú biết tết xô quá trời tiền. Ủa em tưởng là em phải được giảm giá chứ? Giảm chú ha, 120. Chú hai mình giảm đi, không có gì là mình tăng giá rồi. Chú bé nó rất là mê cái nghề trồng hoa kiểng của chú. Chú kể cho nghe đi cái xuất xứ, cái câu chuyện hồi xưa chú làm nghề từ khi nào? Chú làm nghề thì nay cũng gần 20 năm rồi. Uống nước con. Dạ. 20 năm hả chú ha? Dạ, con cảm ơn chú. Xuống đây là em choáng ngợp với cái vườn của chú. Dạ. Đặc biệt là chậu hoa cúc này nè. Nó có một cái không khí rất là xuân, cái tiết trời này nữa chú. Nên là con thấy rất là thích. Mình bán nhiêu chậu chú? Ở đây mình bán 90 ngàn. 90 ngàn, riêng thằng bé này mình lấy 100 thôi. Mình lấy dây quen lấy ca sĩ mà, ca sĩ mà có gì đâu, có tiền đúng không chú? Đi xô chú biết tết xô quá trời tiền. Ủa em tưởng là em phải được giảm giá chứ? Giảm chú ha, 120. Chú hai mình giảm đi, không có gì là mình tăng giá rồi. Không gì hết. Cái nghề này là sẽ vất vả khổ cực thế nào chú? Làm cái nghề này thì đúng là cũng vất vả lắm. Cái cúng bông xôi nè, mình làm phải là 6 tháng, gồng gã 6 tháng. Có nghĩa là phải 6 tháng là để mà chăm nó. Nó là đầu tháng 6 âm lịch là vô rồi. Yeah. Rồi 6 tháng đó mình lấy gì mình sống chứ, thu nhập mình sao ạ? 6 tháng đó hả? Yeah. Thì thời gian mình còn, mình đi mình mướn, về mình ăn cái mình chăm nó. Nó vậy đó. Mình làm 6 tháng rồi tới cái thời điểm này mình mới thu nhập, là mới có tiền thôi. Phải xuất ra tiền thuốc rồi tiền phân này luôn đó nè. Lỡ mưa gió mà thời tiết có xấu mình mất mùa sao chú? Mất mùa thì mình trắng tay luôn á. Có năm nào như vậy không chú? Cũng có chứ, nhiều khi mình làm nếu mà cái bông nó nở đẹp nhưng mà cái lá nó hư là khách hàng ta không có chuộng, ta không có mua được, là mình cũng thua cái đó. Nhưng mà năm nay chắc tình hình khả quan chứ hả? Thời điểm hiện tại bây giờ là kinh tế mình thấy trước mắt là khó khăn rồi đó. Con thấy là với hoa đẹp như vậy là phải có người mua thôi. Khen nhà mình, khen qua nhà mình chú ơi. Chú như vậy làm sao mình có một cái chậu hoa cúc đẹp như vậy được? Muốn làm đẹp vậy thì mình phải chăm sóc, cái khâu chăm sóc mình phải cho kỹ đó. Mình phải theo dõi nó từng ngày. Ví dụ giờ nó bệnh hay gì là phải xịt thuốc liền. Ví dụ giờ nó muốn cháy lá là mình thấy cái lá nó muốn có hiện tượng là nó cháy thì mình lo mình xịt thuốc đi. Dạ. Đó vậy đó. Hồi nào giờ tụi con cứ thấy là Tết thì người ta sẽ bán ra cúc mâm xôi đầy đường, tụi con cứ mua rồi trả giá tùm lum ra chứ không có biết là chồng cực khổ như vậy. Lắm mà. Dạ. Mời mốt ca sĩ mua thì cứ trả giá người ta nha. Khổ lắm. Dạ. Dạ con muốn hỏi chú là tại sao chú lại chọn nghề này vậy chú? Cái nghề này hầu như là cái truyền thống của chú rồi. Xưa giờ nói vậy đó. Tết là mình làm một cái mùa bông vậy nè để mình bán ở thị trường. Thứ nhất là mình thu nhập mà riêng mình, thứ hai nữa cho bà con được chân qua cái mấy ngày xuân vậy mà. Dạ. Giống như tụi em hát những bài hát hay thì chú làm đẹp cho đời vậy đó. Đời. Dạ, đặc biệt là trong mấy cái MV, mấy cái clip ca nhạc xuân đó chú, thì nhất định là phải có những cái chậu hoa kiểng như vậy thì nó mới ra cái không khí xuân. Trong cái quá trình làm nghề ở chú, không biết là mình có thuận lợi hay là khó khăn gì không chú? Thuận lợi là cái thời tiết, nếu mà cái thời tiết mà nó xuân á là cái thuận lợi cho cái người trồng vậy lắm. Còn cái thời tiết mà nó hơi khắc nghiệt tí thì không thuận gì mấy. Cái thời điểm mà mình cắt nước mình làm bông á mà gặp trời mưa nhiều thì cái đó là cũng là một cái không thuận lợi. Nhưng mà nếu không mưa thì nhiệt độ bao nhiêu thì nó vừa? Ví dụ như là 20 mấy độ hay 30 mấy độ? Nhiệt độ nó nằm khoảng cỡ 32 là được chú hả? Là được. Diện tích của vườn của mình là bao nhiêu vậy chú? Diện tích hiện tại ở đây cái vườn của mình là nó 2300 mét. Khó cho cái người dân á. Là thứ nhất là làm đạt mà cái đầu ra nó không có, là cái đó là cũng là cái khó đó. Đó. Với hai nữa mình làm cái bụi cúc nó không đạt yêu cầu thì mình không có bán được vỏ nào. Đó. Vậy thì cái bụi cúc mà đạt yêu cầu nó sẽ là như thế nào? Cúc đạt yêu cầu nó phải đẹp. Ví dụ giờ con lấy thử cái chậu này nha. Đây là đạt yêu cầu chưa? Bụi này đạt chưa? Em thấy đẹp chưa luôn. Chú con này đạt chưa? Đây. Cái bụi này là nếu mà đạt yêu cầu là cái bông nó phải dày. Cái lá vẫn còn. Nha. Chứ nếu mà có bông mà cái lá không còn thì nó tấm lỏng này là nó cũng không có đạt. Mất lá cũng được. Dưới đây con thấy mấy cái lá sậu sâu này có sao chứ không sao hả? Không, cái này là cái một hai lá này nó không cần thiết, nó cũng không có quan trọng gì mấy. Nhưng mà nếu mà bụi vậy đạt yêu cầu bán được, còn bụi không đạt yêu cầu bán thì coi như không bán. Nếu mà không đạt yêu cầu thì cái người mua người ta đâu có mua đâu, là coi như là mình không có bán được. Cái bụi đó sao là để lại đây luôn? Trời thì mình lỗ.
cái sở phí, lỗ sở phí, lỗ công.